đi dự cái buổi họp bữa hôm nay, kể ra về dự họp, có cái buổi họp về tổ chức cái tắc điền với tăng điền của nội đảng thì là nhiều năm rồi, nhưng bữa hôm nay là đặc biệt, hết sức là phấn khởi, bởi vì bữa hôm nay tôi thấy qua những cái lời phát biểu đó, đó có tính cách hết sức là thành thực mà thẳng thắn qua sự trình bày của Nguyễn Dũng, cái đó rất là hết sức là tốt, bởi vì có những cái gì khúc mắc á mà cũng trình bày ra với nhau đây á, để mà thấy được cái khúc mắc đó để mà giải quyết á, là một cái hết sức là tốt, còn hơn là thấy mà không nói ra, biết mà không nói ra cái điều đó không ai. Cái thứ gì đó thì thưa quý anh mới đến á, thì thiệt là Trần Đình Hoàng á là tôi gặp mấy lần rồi, còn quý anh khóc á thì mới gặp hôm nay, hết sức là cảm động. Tại vì ở cái chỗ là những cái lời phát biểu hoàn toàn là do cái tự trong lòng của mình hết sức là xây dựng, hết sức là có tính chất là vì cái tinh thần khổng nào mà nói ra. Tại vì đây có các anh nào nói cũng nói rằng là mong rằng là những người cũ tiếp tay cho chúng tôi để làm cho cái hội của năm Đà Nẵng đi á, nó càng ngày tốt đẹp hơn lên. Nói như vậy á, trong câu nói đó là nó hợp với ý là chúng tôi chịu gánh vác đây, nhưng mà có anh cũ tiếp tay cho chúng tôi mới được. Thế cho nên cái chuyện mà nội cái câu nói mà là có người cũ rồi phải giúp sức cho chúng tôi, cái đó chứng tỏ rằng là cái việc nhà mới đã có cái lòng hết sức là sốt sáng đối với cộng đồng Đà Nẵng, mà sốt sáng hết đối với cộng đồng Đà Nẵng như vậy á, tất nhiên là mà còn nói thêm cái nữa là quý vị nói là làm sao cho tất cả những người dân của năm Đà Nẵng biết mình là người của năm Đà Nẵng. Cái điều đó có điều rất là mới mẻ và rất là cần thiết. Tại vì sở dĩ nay lâu đi mà không làm được điều đó, cho nên tổ chức có cái lễ Tết nó vất vả, mà cái số người nó không có đông đảo được, là do cái chỗ là không làm cho tất cả những người dân của năm Đà Nẵng đây không biết mình là của năm Đà Nẵng. Có nắng nó có những cái đặc sắc rất là dễ biết hơn các tỉnh khác, đặc biệt hơn các tỉnh khác, chứ còn tôi không giống nó hơn nội vô diệp, đặc biệt hơn là cái chỗ là mỗi năm là nắng nó có một cái là cái bình thường cái giọng nói của mình, cái thứ gì nữa là về vấn đề kinh tế thì mình có một cái ông mà đặc biệt á làm nên cái máy để mà dệt tơ lụa đó, và rồi cái đó nó phát triển đến trong Sài Gòn và đến Long Quang nữa, có tiếng á, tức là Bùi Diễn. Còn về cái vấn đề mà văn hóa á, thì là Ngũ Phụng á, rồi Tứ Hùng, Tứ Kiệt á, là một cái đó, cũng ít cái tỉnh khác nào mà có cái đó. Còn về vấn đề mà anh hùng mà cứu nước á, thì là của mình á, nó kể là không hết rồi. Riêng trong Đà Nẵng thì có vụ xe viêm. Còn bốn năm thì là nội là Trần Cô Văn, rồi Trần Quý Cóp, rồi Công Chúa Trinh, rồi...